Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Lên gì nè ngang quý vị, mình lâu lâu mình ngâm lấy, chị lấy hết ra, chị đem ra giấy lần lần gì nó đổ cổng rồi trải ra đem ấy từ từ ra. Ở ruộng ở đồng là không có cái khăn để bọc luôn nè, xé cái áo ra bọc luôn nè, không này là lên 100% luôn nè. Quá vừa. Rồi tiến hành vô dĩ luôn. Cái này tay dậm nha. Quá trời bỏ rồi. Gớt cái trên hộp đó. Rồi trồng lại gì luôn, trồng mười mười dĩ ngang quý vị, mười dĩ hai đêm mới đem ra. Bây giờ tiến hành trong phần ngang quý vị, đây thì như mình nói UG DB kali, nhưng mà bữa nay là trang phủ luôn. Rồi bây giờ trồng theo cái phương cách là 16:8, tức là một bao UG, bao DB, nửa bao kali. Rồi.